Rồi, quý vị như các bạn thân mến, hiện tại thì Kiên đang có mặt ở chợ Bình Tây nhé. Hôm nay đi qua đây thưởng thức pha lấu, tiện thể là chia sẻ với cả nhà luôn. Quán ở đây thì Kiên ăn 1-2 lần rồi. Và thực sự mà nói thì để ăn mà để nhớ đến mà đến ăn lần lại lần một lần hai thì ở Sài Gòn cũng rất là ít cái quán mà có thể là Kiên ăn mà Kiên quay trở lại. Nhưng mà đây là một trong những cái địa điểm mà Kiên hay ghé này. Anh bán pha lấu ở đây. Đấy, mọi người thấy cái nồi pha lấu hấp dẫn không? Một phần ở đây là 30.000, 40.000, 50.000 có. Đây đây là anh chủ. Bao nhiêu? 4,5 triệu. Một phần ở đây là bao nhiêu nhỉ? Chứ em ăn mà quên mất rồi. Một phần là bao nhiêu anh? Chén là 25.000. Chén 25.000 à. Đây một chén đi. Trời ơi, có biết còn 15 đóng vậy? Chén 25.000 một chén. Có ai đi gom mà anh lợi? Trời đi quà lắm. Để cho em cái này nhiều đây. Thôi, lợi đẩy nắng ra luôn. Hết nắng rồi. Cắt nhỏ nhỏ cho em đi. Dạ. Mềm à? À. Lấy đồ là khỏi chơi em. Dạ. Em ăn đây cũng 2 lần rồi. Ăn xong rồi ghiền luôn. Đây cái nồi pha lấu của anh nóng hổi luôn này. Sắp mưa rồi ta. Có hạt mưa quý vị ơi. Đây là cái chợ Bình Tây đây. Mọi người đang đi sắm đồ rất là nhiều. Nãy Kiên quên tắt xe. Mấy giờ là anh dọn ra anh? 2 giờ bán rồi hả? À. Ở đây mình bán theo ký đúng không? Bán theo ký không anh? Một ký là bao nhiêu anh nhỉ? Ký 500 ngàn. À. Ai mà mua nhiều là người ta mua theo ký anh nhỉ? Một ký là 500 ngàn nha quý vị. Đây là anh cũng bán theo ký đó. Mà người thích mua theo ký thì mình sẽ anh cắt ra một ký nữa. Một ký là 1 triệu. À, ký là 500 ngàn. Một ký là 500 ngàn một ký. Đây giờ mình sẽ thưởng thức cái chén pha lấu này nha. Anh cho nước nước ớt rồi nước chanh, nước tắc. Đây nè. Thấy không? Hấp dẫn không? Đặc biệt là pha lấu của anh ở đây anh không có ngán, không bị ngán. Vừa ăn mấy này nó mềm, hầm nó mềm rồi. Này là đã lo cắt miếng bự quá rồi. Quên, chèn miếng chanh.
chanh nhé. Chanh có đâu có. À có rồi. Nước chanh đây này chén vô đó cho con. Dạ. Ai rồi bỏ không đó hoài. Nó sao mà này nữa đây sao không đem đi vậy? À, cái nước chua rồi nha quý vị. Mình ăn thấy cái nước chua chua rồi. Bán cho nửa cái là ông với thằng Long. 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 Thằng cái vô con để ở đây anh không có ngán. Ừ sát vô chút nữa. Nhiều chỗ anh ngán lắm. Mày anh không ngán. Lại quẹt cái đít cái ngã xe. Này anh mấy lần rồi? Em hoài. Trời con ngồi đi. Anh kinh doanh cái gì anh nhỉ? Dạ, bán xưa bán đồ với bán phụ người ta bán cho mình. À. Không nhầm đoạn thái gì không? Mối quen là ông giờ thấy đậu của tôi là ông biết rồi. Cô còn quảng cáo hả? À? Quen quá quảng cáo chi? Cho nó cay nhiều quá nha. Rồi. Chấm mấy bữa mua không đủ chấm. Rồi, chấm là riêng đi, chú ăn liền không? Chồng nó giá nó lên. Cho thêm nha. Mày có khách mua nửa ký này, 500 ngàn. Mua về ủng hộ Việt Nam. Chứ không Việt Nam sao tới mình nhậu không? Mày xem đá banh nha, này Việt Nam đá với UAE. Này đoán theo ký anh ký lại. Sao không? Mình được ký 500 chứ. 300 nửa ký. Tại vì lấy hàng ngon còn lấy hàng chậm á. Thì 2-3 cái đó. 1 ký là 500. Cẩm. Còn lấy tự lửa đó, tự mình lửa là 300, 600 ký. Cái này 300 ký là ngon nè. Cái này 300 nửa ký. 300 nửa ký. Rồi bọc cho anh 2 cái vô đây à. 100 đi. Đây kia ăn hết rồi. Ăn pha lâu đi rất là ngon. Mới luôn. Đây khách mua nửa ký về nhà nhậu. Cái này nhậu mà nửa ký là ngon rồi con. Dạ. Một thùng. Một thùng luôn. Nửa ký một thùng. Sao đủ? Dạ. Lấy lưỡi với bông bỏ vô mình đi. Như vậy à, em. Lưỡi loại nào? Có lưỡi à? Có lưỡi đâu? Ai biết đâu? Có lưỡi. Có lưỡi này này lưỡi. Thôi không đi. Một lần ăn mấy chén anh? 2-3 chén. Ăn này ăn no thôi ha. Mà chị ăn 2-3 chén mới giá rồi. Có lá mía với bao tử rồi đâu có lưỡi đâu. Để hơn trước hay sao qua? Trước này hả? Đại hờ nó đi, để đỡ nó đi chưa đâu. Rồi để nó máy đi con. Đây. Cây màu đỏ không phải cây này. Cây gì màu đỏ? Bỏ vô bịch em vậy. Cái nắp ở trên màu đỏ đó, cái này không phải. Trời ơi, có phải không? Không phải con. Rồi. Không quá
bên kia đi em ơi, đảo bên đó nè. Bên đó có chỗ nóng đó con, chạy qua bên đó đậu. Đây chợ Bình Tây buổi chiều khá là đông. Nói ra trời rồi. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha. Mọi người có dịp hãy đến trước cổng chợ Bình Tây nhé. Anh em bán ở ngay ngoài chỗ gần cái bãi giữ xe ấy. Rồi xin cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà một buổi chiều vui vẻ nhé. Đây có anh ăn ba chén rồi này. Ăn lần phải 2-3 chén mới đã. Ai chịu bà lấy chỗ?